Người phụ nữ đều thai tám lần để trả thù cho con Ngày xưa ngày xưa có một phú ông giao sang phú quý Nhưng lại không có con cái để hưởng niềm vui thú của gia đình Sau đó phú ông đã nhờ một bà mai mối Và lấy thêm một người vợ lẽ khéo léo xinh đẹp Chẳng bao lâu sau người vợ lẽ sinh được một cậu con trai mập mạp trắng trẻo cho phú ông Phú ông vô cùng hạnh phúc hết mừng chiều chuộng người vợ lẽ và con trai của họ nhưng cũng vì thế mà người vợ cả sinh lầm đố kỵ, bề ngoài tỏ ra rất yêu mến người vợ lẽ và cậu con trai. Nhưng trong lòng lại mưu đồ tính toán, dự định vào một ngày nào đó sẽ loại bỏ hai mẹ con. Khi cậu con trai hơn một tuổi, kháu khỉnh khỏe mạnh, vô cùng đáng yêu, kẻ trên người dưới trong gia đình không ai nghi ngờ tình yêu của vợ cả dành cho cậu bé. Một ngày nọ, nhưng lúc mọi người không chú ý, Người vợ cả đã dùng một cây kim nhỏ đâm vào huyệt bách hội trên đầu cậu bé. Cậu bé không nói được, nhưng vì đau đớn nên khóc ròng rã đêm ngày. Mọi người trong gia đình không biết rốt cuộc cậu bé đã mắc căn bệnh kỳ quái gì, mời nhiều thầy thuốc đến thăm khám nhưng đều vô hiệu. Bảy ngày sau thì cậu bé mất. Người vợ cả cũng tỏ vẻ đau buồn, khóc lóc thảm thiết. Mẹ của cậu bé đau lòng đến tuyệt vọng, không ăn không uống, thoi thóp yếu ớt sau đó mới điều tra ra là do người vợ cả ra tay tàn độc mẹ của cậu bé nhớ đến đứa con ngây thơ vô tội của mình bị ám hại đau đớn tột cùng không muốn tiếp tục sống nữa nên đã ngầm thề rằng sẽ báo thù cho con trai cô đến một ngôi chùa hỏi hòa thượng đại đức trong chùa rằng con có một ước muốn trong lòng thì phải tu luyện công đức gì để đạt được ước nguyện hòa thượng nói với cô thọ trì bát quan trai giới sở cầu như ý nuôi dưỡng thiện căn suốt thế gian người vợ lẽ một lòng muốn báo thù không lĩnh hội được hết những lời hòa thượng nói nên cùng với tỳ khưu trong chùa thọ trì bát quan giới bảy ngày bảy đêm sau đó về nhà không lâu sau thì chết sau khi người vợ lẽ chết linh hồn được đầu thai làm con gái của vợ cả người vợ cả của phú ông bất ngờ có thai vui mừng khôn xiết phú ông cũng tạm nguôi ngoai nỗi đau mất con đứa con gái ra đời xinh đẹp hơn người người vợ cả hết mực yêu chiều ngày đêm chăm sóc nâng niu như ngọc khi hơn một tuổi đứa bé đột ngột qua đời mà không thể giải thích được người vợ cả của phú ông lúc bấy giờ mới phải nếm trải nỗi đau mất con đau khổ tột cùng cả ngày không ăn không uống tình cảm thê thảm không kém người vợ lẽ năm đó là bao cứ thế bảy lần đến rồi bảy lần đi người vợ lẽ của phú ông đầu thai làm con gái của người vợ cả bảy lần lần nào sinh ra cũng đoan chính thanh tú khiến ai nấy cũng đều yêu mến có lúc thì hai ba tuổi là chết có lúc là bốn năm tuổi người vợ cả của phú ông cứ liên tục đón nhận niềm vui mang thai nỗi đau khi sinh nở cảm giác hài lòng khi nuôi dạy con gái nhỏ và phải chịu đựng nỗi đau mất con. Lần cuối cùng, cô bé lớn đến 14 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần, Yểu điệu thước tha đã đến ước chuẩn bị gả đi, nhưng một đêm trước ngày xuất giá, cô bé lại vô duyên vô cớ mà chết. Người vợ cả của phú ông dậm chân đấm ngực, đau lòng đến chết, cả ngày không nói không rằng, không ăn không uống, chỉ biết khóc thầm, nhìn xác con trong quan tài không cho người nhà mang đi chôn. Sau hơn 20 ngày, có một vị A La Hán chính đạo động lòng trắc ẩn, muốn giúp cứu độ nên đến nhà phú ông gặp người vợ cả. Người tỳ nữ vào nhà báo tin, người vợ cả nói: "Ta buồn quá, sắp chết rồi, làm sao gặp được người xuất gia, cho ông ấy ăn chút gì đi." Nhưng A La Hán nhất quyết muốn gặp người vợ cả, và người tỳ nữ lại phải vào để bẩm báo. Sau nhiều lần quay đi quay lại, người vợ cả cảm thấy khó hiểu nên đã ra gặp vị A-la-hán với mái tóc xù xì và khuôn mặt hốc hác. Vị A-la-hán biết rõ sự tình nhưng vẫn cố tình hỏi, tại sao con lại buồn như vậy? Người vợ cả trả lời, con sinh được bảy của con cái xinh xắn, nhưng cứ đến hai ba tuổi không thì bốn năm tuổi là yếu mệnh mà chết đứa con gái này thì lớn đến lúc mười bốn tuổi đã đến ước và chuẩn bị gả đi nào ngờ đêm hôm trước khi xuất giá con bé cũng lại đột ngột chết con không biết kiếp trước đã gây nên nghiệp chướng gì nói xong người vợ cả lại đau đớn buồn bã vùi đầu khắp lấp thảm thiết vị a la hán an ủi con hãy tắm rửa sạch sẽ trước ta quay lại sẽ nói cho con biết. Người vợ cả đang đau đớn vô cùng, làm gì có tâm trạng mà tắm rửa? Vị A-la-hán lại nói, Người vợ lẽ của nhà con đâu? Cô ấy mất như thế nào? Người vợ cả đã vô cùng sửng sốt khi hòa thượng hỏi như vậy. Người xuất gia này làm sao biết được chuyện này? Vì vậy mà bà ta lau nước mắt, chỉnh sửa lại mái tóc bù xù, sai người hầu dân trà và cung kính xin A-la-hán chị giáo Vị A-la-hán nói Gia đình con từng có một người vợ lẽ Cô ấy chết như thế nào? Người vợ cả trầm ngâm không trả lời Trong lòng cảm thấy rất xấu hổ Vị A-la-hán lại nói Con giết con trai của cô ấy Khiến cô ấy đau khổ mà chết Cô ấy không cam tâm Bảy lần đầu thai làm con gái của con Khiến con cũng phải nếm trải nỗi đau khi mất con và dùng sự đau khổ này để giết chết con vì vậy cô ấy thực chất là oan gia của con đâu phải là con gái của con không tin con nhìn vào quan tài mà xem người vợ cả nhìn vào trong quan tài xác chết đã phân hủy mùi hôi thối nồng nặc a la hán nói con vẫn còn tiếc cái xác này sao người vợ cả vô cùng xấu hổ liền ra lệnh cho người hầu đóng quan tài lại và đem chôn người vợ cả lại xin a la hán được sám hối và xin thọ giới a la hán đồng ý và mời bà đến chùa vào ngày hôm sau để truyền giới cho bà người vợ lẽ của phú ông sau khi đầu thai làm con gái của người vợ cả sau đó chết yểu nàng lại đầu thai thành rắn độc biết tin người vợ cả sắp xuất gia đi tu sáng sớm đã đợi trên đường để cắn chết bà Người vợ cả đi được nửa đường thì thấy con rắn độc nằm chắn ngang trên đường, rất hoảng sợ không dám tiến lên. Vị A La Hán nhập định trong chùa, thấy sự việc trên liền chạy đến và nói với con rắn độc đang cản đường rằng: "Cô lẽ nào đời đời kiếp kiếp muốn làm con gái bà ta, hãm hại nhau mãi không thôi sao?" phu nhân chỉ giết con cô một lần thôi mà cô ôm oán hận ngút trời đầu thay bảy lần để trả thù tội ác bảy lần trước của cô có thể bỏ qua nhưng hôm nay phu nhân đã quyết tu hành thọ giới sao cô lại dám cản đường muốn đời đời kiếp kiếp vào địa ngục chịu khổ sao nhìn thân xác trắng của cô đi giờ làm sao có thể so với thân xác người của phu nhân sau khi nghe vị la hán nói rắn độc đột nhiên nhớ tới kiếp trước của mình, mọi oán hận tuổi nhục khi xưa đột nhiên biến mất. rắn độc cúi đầu không ngẩng lên, trầm ngâm suy nghĩ những lời La Hán nói. Sau đó, La Hán niệm chú để giải oan cho họ, cuối cùng nói: những mối hận thù và tội lỗi trước đây của hai người từ nay sẽ tiêu tan, đời đời không được hãm hại nhau nữa. cả hai đều nghe theo lời của La Hán và sám hối. Sau khi sám hối, linh hồn của người vợ lẽ thoát khỏi thân xác trắng, đầu thay làm người, chờ đợi thời cơ nghe giảng Phật Pháp. Còn người vợ cả của Phú Ông cũng tháo gỡ được những vướng mắt ở trong lòng, đạt được sợ quả Tu Đà Hoàng, sau đó được A-La-Hán thọ giới làm ưu bà di. Tàn bạo chết sớm Lục Hiếu Chánh ở Ung Châu vốn là một viên quan nhỏ nhưng có danh tiếng. Và khoảng năm trên quán đời đường, gia đạo tương đối bình an, xung quanh khuôn viên nhà ông khá rộng rãi. Lục Hiếu Chánh là một kẻ không những nhỏ mọn, không thể dung người, mà tính tình còn tàn nhẫn, bạo ngược đối với các sinh vật. Những kẻ ăn người ở trong nhà ông, nếu ai lỡ làm điều gì bất như ý, thì ông liền chửi mắng, đánh đập. Còn đối với loài động vật thì lại càng không biết thương yêu bảo vệ chúng một tí nào. Một hôm... Bỗng dưng ông nhìn lên một cây ăn quả trước nhà, thì thấy trên cây có một tổ ong mật, liền sai gia nhân di chuyển tổ ong đó đến một nơi khác. Thế nhưng, các con ong mật vẫn tụ lại làm tổ trên cây ấy mà không chịu rời đi. Hiếu Chánh rất tức giận, liền sai gia nhân nấu nước sôi, rồi xách một xô nước đầy trút ngay lên tổ ong. Đáng thương thay, hàng trăm con ong mật lớn nhỏ nhất thời đều bị vong mạng một cách oan uổng. Thế rồi, vào khoảng tháng 5 năm sau, trong lúc khí trời nóng bức, Hiếu Chánh đang nằm nghỉ trong phòng, thiêu thiêu nhắm mắt ngủ một cách sảng khoái, quên hết mọi sự đời, thì hốt nhiên có tiếng vo vo, vo vo. Ông đưa tay lên chùi qua miệng thì cảm thấy đau đớn như tim phổi đều bị tê liệt. Thì ra, một chú ông mật to bự từ đâu bay đến, lợi dụng lúc ông đang ngủ say, xuất kỳ bất ý, đốt một phát vào môi ông. Chỉ trong chút lát, toàn bộ môi miệng đều sưng phòng lên đỏ ao thế là ông kêu đau liên hồi làm kinh động đến gia nhân đoạn ông cho người đi mời thầy thuốc đến rồi dùng thuốc tha vào vết cắn cho tiêu độc ai ngờ chất độc của con ông này vô cùng lợi hại khiến miệng càng sưng to lên làm tắc nghẽn cả cuốn họng không ăn uống gì được mặc dù thuốc dùng điều trị vừa uống vừa thoa nhưng vẫn không có kết quả thầy thuốc lắc đầu nói chỉ sợ nọc độc đã công phá tới tim rồi qua ít hôm sau, thân thể ông tiều tụy không còn ra hình dáng gì nữa. Bấy giờ, bỗng nhiên ông nghĩ lại việc đã qua, từng tàn sát rất nhiều ông mật một cách oan uổng, cho nên mới chuốt lấy cái khổ ngày nay. Đáng tiếc, sự hối hận ấy đã quá muộn. Ông từ từ nhắm mắt, rồi vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra nữa. Xét đánh kẻ tham tàn Trong bộ sách Pháp Uyển Châu Lâm, có thuật lại một câu chuyện xưa như sau. Vào đời đường, có một nhân sĩ ở trường Hà Bột Hải tên là Phong Nguyên Tắc. Anh ta vốn là một đầu tể chuyên nghiệp. Có lần ông được quan lộc tự đại phu mời trông coi việc đầu bếp. Bây giờ, gặp lúc vua vu điền của Tây Phiên là quý tân đến triều cống. Quan lộc tự đại nhân thiết yến đại khách. Sau khi đại yến, còn dư gần 100 con dê, vua Vua điền bèn bảo nguyên tắc đem chúng đến chùa phóng sinh. Nguyên tắc nhận lời ủy thác của người lẽ ra phải thực hiện một cách trung thực, không ngờ bỗng nhiên anh ta khởi lên lòng tham, nghĩ rằng những con dê mập này đã đến tay ta thì lẽ đâu lại đem thả một cách khơi khơi. Do thế, liền bí mật đem gần 100 con dê ấy đem đến lò mổ bán cho đồ tể để nhận được một món tiền ngoài dự kiến, cho nên trong lòng cảm thấy rất phấn khởi. Sự việc ấy trải qua đã mấy năm, nguyên tắc đã quên bản nó từ lâu, không còn nhớ một chút nào nữa. Ông còn được các bậc tại quan quý nhân giao trách nhiệm trong non công việc đầu bếp, cho nên thu nhập cũng không đến nổi tệ, sinh hoạt tương đối thoải mái. Vào mùa hạ tháng 6 năm Long Sóc Nguyên Niên, trong lúc Nguyên Tắc đang đi bộ ở bên ngoài cửa tuyên nhân, thì trời bỗng nổi cơn gió lớn, trên không mây đen tụ lại, sớm chớp dữ dội, mưa đổ xuống như cầm chỉnh trúc một tiếng sét nổ chát tai làm kinh động toàn thành. Khi ấy, mọi người từ xa trông thấy một kẻ chạy trốn sét không kịp là nguyên tắc, đang quỳ bên đường, hai tròng mắt lồi ra, tóc phủ xuống hai tay, đầu ngoẻo xuống hình như đã bị đứt. Người ta tiến lại gần xem, thì quả nhiên bộ phận cổ của anh ta đã bị cắt gần đứt, nửa cái đầu tựa hồ đang bị dao chém, máu mè chảy lên láng. Đây há không phải là phong nguyên tắc, xưa nay rất nổi tiếng là gì? người quen biết thấy anh ta bị chết thảm hỏi như thế. Đa số người khác vừa chứng kiến thảm cảnh đau thương ấy đều kinh ngạc thốt chẳng ra lời. Không biết một người nào đó từ đâu lên tiếng. Tôi biết hắn ta, đây chính là kẻ bất nhân bất nghĩa vì lòng tham trộm đàn dê đem đi bán, cho nên chung cục rơi vào cảnh huống này vậy. Bán nai, bắn nhầm con mình Phong cảnh đường núi cực kỳ đẹp đẽ, trông ở đâu cũng xanh biết một màu, có thể nói, anh chàng ngô đường này không những đến đây để thưởng hoạn phong cảnh núi rừng, mà hai cha con anh còn là du khách thường xuyên của ngọn núi này vì anh đến đây với mục đích săn bắn. Lưng của ngô đường đeo cung tên, nếu bảo anh ta là một tay thần tiện thiết nghĩ cũng không sai mấy. Vì lẽ anh ta không khi nào bắn trật mà còn là một tay bách bộ xuyên dương, có nghĩa là đứng xa hàng trăm bước mà bắn trúng lá dương liễu, nghĩa là trong tâm tương ứng với cánh tay buông ra, bất cứ loài mảnh thú nào gặp phải anh ta thì coi như đã gặp phải khắc tinh, khó mà tránh được đại nạn. Lúc bấy giờ, thấy từ nơi xa xa một con vật có rừng. À, thì ra đây là một con hoảng. Khi thấy con nai con dễ thương này, Ngô Đường đã không sinh lòng thương cảm mà anh còn lập tức rút tên lắp vào cung rồi buông dây. Phập một cái trúng đích, con nai con ấy lăn quay xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Ở phía trái, có một con nai lớn chứng kiến cảnh tượng ấy. Mặc dù thấy con chết đau thương đứt ruột, nhưng phát hiện có bóng người nên chỉ kêu lớn một tiếng rồi tìm đường lẫn tránh. Thế là ngô đường cùng con ẩn núp trong một bụi rậm, đứng rình đợi con nai kia xuất hiện trở lại. Đến khi thấy nó dùng lưỡi liếm con nai con, liền lập tức buông tên. Con nai mẹ ấy cũng kết thúc số phận một cách bi thương, nằm quỵ xuống đất hạ liên tiếp hai con nai một lúc mà trong tâm ý của ngô đường vẫn chưa cho là đủ bèn đứng chờ một lát thì hình như có một con nai nữa xuất hiện ở bên cạnh đó liền dương cung buông tên con nai ấy cất tiếng kêu rồi ngã lăn ra nhưng mà tiếng kêu the thảm ấy hình như không phải là tiếng nai kêu mà là tiếng người vội vàng chạy đến nơi xem kỹ thì hóa ra con nai mình vừa bắn chết lại chính là con mình Ôi thôi, phục xuống ôm chầm lấy tử thi của con đau đớn tột cùng. Lúc bấy giờ, bỗng có tiếng vang vẳng trên không trung truyền đến. Này ngô đường, người đã biết nỗi đau thương khi con mình chết chưa? Ngươi không hiểu rằng tình thương con của con nai với tình thương con của ngươi nào có khác gì? Đoạn anh ta tựa mình xuống đất trông lên trời, trong lúc không đề phòng thì bỗng dưng một con mảnh hổ hung dữ từ trong bụi rậm phóng đến nhanh như chớp cắn lìa cánh tay mà ngô đường dùng để bắn vậy là ngô đường nằm trên vũng máu mà chết hứa tiên sinh vợ chồng hứa tiên sinh là thương gia ngụ ở mã lai họ có đứa con trai tên là vũ hùng hùng không chăm chỉ học hành lại ưa giao du bằng xấu ngày ngày ở ngoài chơi hoang lưu lỏng hứa tiên sinh đành cho con đến anh quốc học mong nó lìa xa bạn xấu may ra nên người đến anh quốc hùng vẫn chứng nào tật nấy ngày ngày đi khắp nơi trung tiền mua vui cho đến khi hứa tiên sinh làm ăn thất bại kinh tế túng bấn đành kêu con ngưng học hồi hương thế nhưng thằng hùng đã nghiền ma túy không dững nó vô phương trợ giúp sự nghiệp cho cha mà còn đem ngôi nhà và toàn bộ tài sản còn lại của ông bán hết. Ông hứa buồn rầu sinh bệnh. Trước phút lâm chung, ông mới ăn năn sám hối, kể ra một sự thật mà từ trước tới giờ không ai biết như sao. Hồi xưa, ông làm thư ký cho một phú thương, nhưng ông lại có tình ý với vợ chủ nhân. Lần nọ, dần lúc ông chủ về thăm quê, ông đã gian bẫy, tạo nên tai nạn xe khiến chủ nhân chết thảm thế là toàn bộ những gì của ông chủ gồm gia sản của bà chủ đều rơi vào tay ông những gì mong cầu đều đã đạt thành ông hứa và vợ phú thương bèn xa chạy cao bay đi đến nơi khác xây tổ uyên ương một năm sau họ sanh con chính là cậu quý tử vũ hùng và cuối cùng sau khi tiêu xài hết tiền bạc của cha hùng đã đem toàn bộ gia sản của cha bán sạch đến nỗi ngay sau khi cha mất rồi phí quan tài hùng cũng không đủ sức để mua mẫu thân y cũng bị ung bú mà chết có thể nói họ hứa hoàn toàn lâm vào cảnh gia phá nhân vong cần, cần tử nghiệp đáng, đáng sợ. sợ có một nữ cư sĩ thọ bồ tát giới là bà is trì trai hơn 30 năm nửa đời sau của bà toàn là ăn chay lễ phật sau khi bà qua đời người nhà đến chùa mời sư nhân ba thiết tụng kinh hồi hướng công đức cho bà đương nhiên ngài rất vui vẻ nhận lời tối đó sư nhân ba thiết bỗng thấy một cảnh tượng rất lạ có một con heo nái đẻ mười mấy heo con lông toàn màu trắng trong số đó có duy nhất một con heo giữa lưng có một khoanh đen dù thấy vậy nhưng nhân ba thiết không để ý lắm hôm sau người nhà bà X lại đến bái kiến nhân bà Thiết thưa rằng Mẹ con ăn chay đã nhiều năm, đã thọ Bồ Tát giới, tâm lại rất tốt. Vậy sau khi bà mất rồi, sẽ sinh về đâu? Chẳng biết có về cõi cực lạc của Phật A-di-đà không thưa thầy? Sư như bà Thiết đáp Để tối nay, ta xem cảnh mộng ra sao đã. Đêm hôm qua, ta cũng thấy y hệt hôm trước. Con heo đó Ở trong cái chuồng xây gạch Nơi là ngư ôn gần đây Ta thấy rất rõ ràng Ngày thứ ba Anh con trai bà X đến hỏi thăm Nhưng bà Thiết không tiện nói rõ Chỉ hỏi Mẹ ngươi trước khi mất Có điểm gì không? Dạ không Lúc gần đi Thì bà hôn mê Không có trối trăng gì Nhưng bà Thiết nói Như vậy thì không tốt lắm Rồi sư nghĩ thầm thông thường đệ tử Phật tu, tinh tấn luôn có dự liệu, hiểu biết sáng suốt. Một người cả đời ăn chay như bà ít, tâm tính tốt, ưa giúp người, lại xuyên cúng dường chùa. Giây phút qua đời là vì sao lại có thể đầu thai làm súc sinh chứ? Lý nào như vậy? Sư nhân bà Thí không tiện nói gì với con trai bà ít, chỉ căng dặn. Anh hãy quay về điều tra, Hỏi thăm cả nhà xem mẹ anh có nói gì trước khi mất không. Bởi vì trước lúc mất, bà vẫn có thời gian tỉnh. Chắc chắn đã từng nói ra, từng nhắc đến cái điều gì đó. Chẳng hạn như những gì bà mong muốn thực hiện mà chưa làm được, nên cứ ôm ấp mãi trong lòng. Anh hãy về nhà và hỏi thử xem. Anh con trai vâng lời về nhà điều tra, mới biết buổi tối trước khi mất ba ngày, vợ anh đến chăm sóc bà, nghe bà cứ nói mãi Đem con heo đó làm thịt đi Nhanh lên Đem con heo đó làm thịt đi Nhanh lên Bà cứ nói tới nói lui như vậy hoài Sau đó Mới mất Nghe quyến thuộc kể lại Sư nhân bà thí nói Như vậy thì rõ rồi Ta có thể xác định Bà ấy hôm nay rơi vào cảnh giới này Hoàn toàn là do lòng Cơm giữ mãi tà niệm Thế là sư nhân Ma Thiết bảo thân quyến bà Ít. Cách nhà các ngươi khá xa có một ngôi làng tên Ngư Ôn. Có một gia đình nuôi heo. Tại đó có một con heo nái vừa mới sinh được một lứa heo, khoảng mười mấy con. Các ngươi tới đó và sẽ thấy một con heo rất đặc biệt và khác hẳn. Hãy mau mua nó về và ta sẽ quy y cho nó. Ông chưa dám nói thẳng ra đó chính là hầu thân của mẹ họ bọn họ đi tìm ba ngày thì đến gương ôn và gặp heo con màu lông y như sư nhân ba thiết mô tả kỳ lạ hơn nữa là heo con vừa nhìn thấy họ thì chạy tới tỏ vẻ mừng rỡ thân thiện thấy thái độ con heo thân quyến bà x không ai bảo ai đều từ hiểu và thầm đoán đây chắc là mẹ mình dù không nói ra nhưng họ rất buồn họ nhanh chóng mua con heo đem về chùa thỉnh dân ba thiết Quy y cho nó. Quy y xong, Các con bà bàn bạc, bà Muốn đem nó về nuôi. Nhưng bà thiết bảo, Không được, Đã quy y rồi, Cần phải đem nó đến thăm sơn phóng sinh. Các quyến thuộc, Đều lo sau khi phóng sinh, Nó sẽ bị các loài thú hung dữ khác ăn thịt. Nhưng bà thiết nói, Không lẽ các ngươi, Muốn nó ở trong xúc đạo hoài hay sao? Người nhà, Đèn đem nó đi phóng sinh. Phóng sinh, rồi chẳng mấy chốc thì nó chết, heo bớt xong thì sinh vào cõi người. Nhân Ba Thí nói, Đây là một bài học cho các ngươi cảnh giác. Mặc dù có đời niệm Phật ăn chay, nhưng nếu cứ nói lời tà kiến, ôm mãi tâm bất chính không buông, thì cực kỳ nguy hiểm cho phút giây cận tự nghiệp, và bản thân sẽ phải đền trả cho ác niệm của mình. Tà niệm có thể khiến đương sự bị quả báo dội ngược, khởi niệm muốn hại người hay giật như thế nào thì bản thân sẽ bị hại trước tiên vì sao mẹ các cư trước khi chết cứ đòi đem heo đi giết bởi trong tâm bà cứ ôm mãi một điều mong rằng lúc cháu trai trưởng kết hôn bà sẽ làm y theo tập tục của người dân đài loan là giết heo mổ dê tổ chức tiệc cưới linh đình đây chính là tâm nguyện mà bà luôn ôm ấp đeo mang và muốn thực hiện cho hôn lễ của cháu nội do nguyện vọng này vẫn chưa thực hiện được vì cháu nội chưa kết hôn và bà đã chết cho nên ý ta còn lưu trong lòng mãi. Vì vậy mà khi lúc hấp hối, ý tưởng nào trong đầu mạnh nhất sẽ dẫn bà đi thọ sinh vào cảnh tương ứng với tâm. Khi gần chết, lòng bà toàn sát niệm. Bà không hề tha thiết niệm Phật A-di-đà mong ngài tiếp dẫn. Trong đầu toàn là tâm háo sát, khao khát muốn giết heo. Niệm này ôm ấp đến chín mùi, Ta niệm này đã hết công đức và thiện niệm cả đời của bà. Dẫn đến kết quả, bà phải đầu thai làm heo và phải trả báo cho ý niệm háo sát của mình. Rồi sư nhân Ba Thiết kết luận. Một đời niệm Phật ăn chay do không buông tà kiến mà bị đọa. Cận tư nghiệp rất đáng sợ. Các cư phải cẩn thận, cảnh giác, cẩn thận. Định của ba tôi, Phật tử chúng ta thường hay tụng chú là ngữ ngôn văn tự của Phật Bồ Tát phát xuất từ trong thiền định trong khi Phật Pháp truyền sang Hán. Đất Hán cũng có một số chú thế gian, tuy cố cánh không tuyệt khảo, nhưng vẫn có thể hiển linh giải trừ tai nạn. So với Phật chú, cũng có thể thần kỳ hiệu nghiệm giống nhau. Chú, gọi là Đà La Ni, dịch sang Hán ngữ, có nghĩa là tổng trì, là giữ gìn thiền pháp, không cho tán thức và ngăn ác pháp không cho khởi. Chú còn được gọi là mật ngữ vì phạm thiên và nhị thừa không hiểu. Chú còn gọi là chân ngôn, hàm ý như lai thuyết lời chân thật, không dối. Một số chú là do Phật phóng quang trong hào quang thuyết ra nên gọi là minh. Uy thần công đức chú Phật không thể nghĩ bàn trong kinh lăng nghiêm phật nói a nan đây là câu văn bí mật vi diệu từ hào quang phật đánh tụ hội của mười phương chư phật mười phương như lai nhờ chú này mà đắc thành vô thượng chánh biến tri hàng hữu học các ông chưa hết luân hồi phát tâm chí thành đạt được a la hán không trì chú này mà tọa đạo tràng khiến thân tâm xa lìa ma sự thì không có điều đó. Trong kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni cũng nói, nếu có người xuất gia tại gia nào hành trì chân ngôn, tụng chú này đủ 90 vạn biến, thì vô lượng khiếp tạo thập ác, những tội tứ trọng, ngủ vô gián, thảy điều tiêu diệt, sinh ra, thường được gặp chư Phật Bồ Tát, tài bảo phong nhiêu, thường được xuất gia trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni nói, lúc tụng chú, mười vương chư Phật đều đến chứng minh, tất cả tội chướng đều tiêu diệt, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, phá trai phạm giới, phá tháp hoại tự, trộm vật chúng tăng, làm ô nhiễm hạnh thanh tịnh, tất cả trọng tội ác nghiệp như thế, thảy đều tiêu diệt. Chỉ trừ một việc, nơi chú sinh nghi, thậm chí tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được diệt huống là trọng tội tuy chẳng diệt trọng tội ngay vẫn có thể trồng nhân bồ đề về sau tôi ban sơ liễu ngộ sức mạnh và uy thần công đức phật chú bắt đầu từ bệnh của phụ thân ba tôi đau bao tử nhiều năm tùy theo tuổi tác tăng bệnh bao tử càng ngày càng đau hôm đó khi trời lạnh buốt Ba tôi ăn sáng xong Thì lái xe đi làm Đến trưa Thì cảm giác bao tử nóng Muốn nôn Ông mới ủa một tiếng Máu tư tuôn ra Giống như núi lửa phun trào vậy Đồng nghiệp chung quanh sợ điếng hồn Không biết phải làm sao Một người nhanh trí Đỡ ba tôi dậy cho nằm nghỉ trên ghế sofa Rồi gọi điện báo cho tôi hay Nhận được tin Tôi nhanh chóng đưa ba tôi vào bệnh viện cấp cứu do vội vàng nên tôi chỉ mang theo bình cuốn sách nhỏ có chú lăng nghiêm chú đại bi thập chú lúc đến bệnh viện ba tôi nằm trong phòng cấp cứu mặt trắng bệch không ngừng thổ huyết mẹ tôi ngồi bên cạnh lo lắng chẳng biết phải làm sao bà bật khóc trong phòng cấp cứu nhìn giống như địa ngục nhân gian tiếng rên rỉ khóc lóc kêu la vang dội không ngừng có đủ loại bệnh tụ hội ở đây Tôi đi liên lạc sắp xếp Đưa ba tôi vào một phòng tương đối yên tĩnh Bác sĩ đến kiểm tra phòng nói Người này thổ huyết quá nhiều Nếu như không khống chế được á Thì hậu quả xấu khó lường Tối nay á Thần nhân nhớ chú ý quan sát Hệ thấy thổ huyết nữa Thì phải lập tức cho truyền máu Nghe bác sĩ nói Khó khăn lắm Ba tôi mới đưa được tay lên khoát khoác Tỏ ý ông không muốn truyền máu Tôi vội trả lời bác sĩ. Dạ dạ, chúng tôi sẽ theo dõi, có gì thì sẽ liên lạc với bác sĩ liền. Đêm đó, tôi không sao chợp mắt được, vì rất lo cho bệnh của ba tôi. Tôi đem hết lòng thành, cầm cuốn sách chú lên bắt đầu tụng. Nói ra xấu hổ, đây là lần đầu tiên tôi tụng chú một mình. Trước đây, chỉ nghe tụng chú trên đĩa, cho dù có lúc phát âm không chuẩn, nhưng tôi tin thành tâm ắt có cảm ứng phật lực nhất định sẽ gia hộ cho ba tôi cũng không biết mình đã tụng bao nhiêu biến tôi cứ đọc mãi đọc mãi cho đến khi tôi và ba của tôi cảm thấy toàn thân ấm áp thư thái bầu không khí an lành bao phủ khắp phòng sáng hôm sau ba tôi phải làm kiểm tra bao tử tôi thầm niệm danh bồ tát quan thế âm hy vọng kỳ tích phát sinh uy lực chú phật quả không thể nghĩ tưởng trong quá trình kiểm tra các bác sĩ đều há miệng ngạc nhiên họ cho rằng bệnh này rất nghiêm trọng khó mà tin là có thể hồi phục nhanh chóng như vậy vết thương cũng đã lành xem như khả năng bị ung bú được loại trừ một tuần sau ba tôi tái khám bác sĩ đưa kết quả là chứng bệnh viêm lỡ bao tử. Trong thời gian, cha tôi nhập viện, tôi tụng thầm bảy bộ địa tạng và phóng sinh hồi hướng cho ông. Hơn tuần sau, thì cha tôi hồi phục xuất viện. Việc này càng khiến tôi tăng thêm tín tâm, kiên định học Phật và tin vào sức mạnh không thể nghĩ lường của chú Phật. Tôi phát nguyện dùng hết sức mình làm đời ích chúng sinh giúp nhiều người biết đến phật pháp sớm lìa khổ được vui giải thích thêm các chú phật đều có công đức và sức mạnh không thể nghĩ tưởng chỉ cần không khởi niệm hoài nghi với chú dùng tâm từ bi bình đẳng bồ đề tâm cung kính tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sinh tâm như như bất động tâm tỉnh táo sáng suốt tâm thanh tịnh vô nhiễm mà trì chú chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho chúng sinh quá giải oán cừu chuyện ác duyên thành thiện duyên được đại tự tại đại sư ấn quang nói tụng chú quý ở chỗ thành tâm cho dù không biết nghĩa nhưng nếu tin tấn dốc hết lòng thành cung kính trì tụng lâu dần nghiệp tiêu trí sáng có thể đạt được phật ý chúng ta hãy y giáo phụng hành Phụng Hành, có hai vợ chồng, dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi, đến xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên, họ tạm thuê một phòng để trú ngụ, và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng, hễ chồng ưa, thì vợ không chịu, hoặc ngược lại, hay con thích thì cha mẹ không đồng ý, chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng. Mà tới khi cả gia đình đồng ý, thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán, cứ thế. Diễn tiến này kéo dài ngót ba năm. Cho đến nay, họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép họ mới sang đại lục lên ngũ đại sơn bái phật thỉnh cầu hòa thượng diệu pháp giải nghi cho họ nghe họ kể lễ sư phụ mỉm cười dịu dàng hỏi hai đứa con trai hai con tính tinh nghịch có ư chọc phá tổ kiến không vậy nghe sư phụ hỏi cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười người mẹ nói <laughs> Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến, nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay, có cung điện cho kiến chúa, có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống, sư phụ nói. Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian dạng khổ, tạo dựng nên còn phá hoại làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tức trữ việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân an nghỉ vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên tìm nhà không ra đây chỉ mới là sơ báo nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi thì trong tương lai dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, hòa thượng quở: "Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm khuyên dạy chúng nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình nếu các con sớm sám hối tạo phúc siêng năng tụng kinh hồi hướng công đức cho hàng ngàn hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong dị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật. Như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh địa tạng. Chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến. Như vậy có được không thầy? Lệnh thay, lệnh thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên, không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh. Xét đánh kẻ tham tàn Trong bộ sách Pháp Uyển Châu Lâm, có thuật lại một câu chuyện xưa như sau. Vào đời đường, có một nhân sĩ ở trường Hà Bột Hải tên là Phong Nguyên Tắc. Anh ta vốn là một đầu tể chuyên nghiệp. Có lần ông được quan lộc tự đại phu mời trông coi việc đầu bếp. Bây giờ, gặp lúc vua vu điền của Tây Phiên là quý tân đến triều cống. quan lộc tự đại nhân thiết yến đại khách. Sau khi đại yến, còn dư gần 100 con dê, vua vu điền bèn bảo nguyên tắc đem chúng đến chùa phóng sinh nguyên tắc nhận lời ủy thác của người lẽ ra phải thực hiện một cách trung thực, không ngờ bỗng nhiên anh ta khởi lên lòng tham, nghĩ rằng những con dê mập này đã đến tay ta thì lẽ đâu lại đem thả một cách khơi khơi. Do thế, liền bí mật đem gần 100 con dê ấy đem đến lò mổ bán cho đồ tể để nhận được một món tiền ngoài dự kiến, cho nên trong lòng cảm thấy rất phấn khởi. Sự việc ấy trải qua đã mấy năm, nguyên tắc đã quên bản nó từ lâu, không còn nhớ một chút nào nữa. Ông còn được các bậc tại quan quý nhân giao trách nhiệm trong non công việc đầu bếp, cho nên thu nhập cũng không đến nổi tệ, sinh hoạt tương đối thoải mái. Vào mùa hạ tháng 6 năm Long Sóc Nguyên Niên, trong lúc Nguyên Tắc đang đi bộ ở bên ngoài cửa tuyên nhân, thì trời bỗng nổi cơn gió lớn, trên không mây đen tụ lại, sớm chớp dữ dội, mưa đổ xuống như cầm chỉnh trúc một tiếng sét nổ chát tai làm kinh động toàn thành. Khi ấy, mọi người từ xa trông thấy một kẻ chạy trốn sét không kịp là nguyên tắc, đang quỳ bên đường, hai tròng mắt lồi ra, tóc phủ xuống hai tay, đầu ngẻo xuống hình như đã bị đứt. Người ta tiến lại gần xem, thì quả nhiên bộ phận cổ của anh ta đã bị cắt gần đứt, nửa cái đầu tựa hồ đang bị dao chém, máu mè chảy lên láng. Đây há không phải là phong nguyên tắc, xưa nay rất nổi tiếng là gì? người quen biết thấy anh ta bị chết thảm hỏi như thế. Đa số người khác vừa chứng kiến thảm cảnh đau thương ấy đều kinh ngạc thốt chẳng ra lời. Không biết một người nào đó từ đâu lên tiếng. Tôi biết hắn ta, đây chính là kẻ bất nhân bất nghĩa vì lòng tham trộm đàn dê đem đi bán cho nên chung cục rơi vào cảnh huống này vậy. Bán nai, bắn nhầm con mình Phong cảnh đường núi cực kỳ đẹp đẽ, trông ở đâu cũng xanh biết một màu. Có thể nói, anh chàng ngô đường này không những đến đây để thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng, mà hai cha con anh còn là du khách thường xuyên của ngọn núi này vì anh đến đây với mục đích săn bắn. Lưng của ngô đường đeo cung tên, nếu bảo anh ta là một tay thần tiện thiết nghĩ cũng không sai mấy. Vì lẽ anh ta không khi nào bắn trật mà còn là một tay bắt bộ xuyên dương, có nghĩa là đứng ra hàng trăm bước mà bắn trúng lá dương liễu nghĩa là trong tâm tương ứng với cánh tay buông ra, bất cứ loài mãnh thú nào gặp phải anh ta thì coi như đã gặp phải khắc tinh, khó mà tránh được đại nạn. Lúc bấy giờ, thấy từ nơi xa xa một con vật có sừng, a, à, thì ra đây là một con hoẵng. Khi thấy con nai con dễ thương này, Ngô Đường đã không sinh lòng thương cảm mà anh còn lập tức rút tên lắp vào cung rồi buông dây. Phập một cái trúng đích, con nai con ấy lăn quay xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Ở phía trái, có một con nai lớn chứng kiến cảnh tượng ấy. Mặc dù thấy con chết đau thương đứt ruột, nhưng phát hiện có bóng người nên chỉ kêu lớn một tiếng rồi tìm đường lẫn tránh. Thế là ngô đường cùng con ẩn núp trong một bụi rậm, đứng rình đợi con nai kia xuất hiện trở lại. Đến khi thấy nó dùng lưỡi liếm con nai con, liền lập tức buông tên. Con nai mẹ ấy cũng kết thúc số phận một cách bi thương, nằm quỵ xuống đất hạ liên tiếp hai con nai một lúc mà trong tâm ý của ngô đường vẫn chưa cho là đủ bèn đứng chờ một lát thì hình như có một con nai nữa xuất hiện ở bên cạnh đó liền dương cung buông tên con nai ấy cất tiếng kêu rồi ngã lăn ra nhưng mà tiếng kêu the thảm ấy hình như không phải là tiếng nai kêu mà là tiếng người vội vàng chạy đến nơi xem kỹ thì hóa ra con nai mình vừa bắn chết lại chính là con mình Ôi thôi, phục xuống ôm chầm lấy tử thi của con đau đớn tột cùng. Lúc bấy giờ, bỗng có tiếng vang vẳng trên không trung truyền đến. Này ngô đường, ngươi đã biết nỗi đau thương khi con mình chết chưa? Ngươi không hiểu rằng tình thương con của con nai với tình thương con của ngươi nào có khác gì? Đoạn anh ta tựa mình xuống đất trông lên trời, trong lúc không đề phòng thì bỗng dưng một con mảnh hổ hung dữ từ trong bụi rậm phóng đến nhanh như chớp cắn lìa cánh tay mà ngô đường dùng để bắn vậy là ngô đường nằm trên vũng máu mà chết phí phạm của trời tội rất lớn một ký giả tờ báo x nhiều lần nghe sư phụ giảng pháp chỉ rõ nguyên nhân bệnh cho những người bệnh đến cầu khai thị một hôm cô hỏi sư phụ con bị bao tử nhiều năm đã chữa trị mà không có thấy kết quả có phải do đời trước con làm điều gì xấu không sư phụ hỏi phải chăng cô không ưa ăn da bánh bao nên mỗi lần ăn đều xé lột lớp da bánh bỏ đi ký giả kinh ngạc nói trời ơi sư phụ đúng là có việc này từ nhỏ con đã không thích ăn da bánh bao vậy mà cũng có tội sao sư phụ cười nói phải biết phí phạm là tội rất lớn lương thực và thức ăn trong thế giới này có sứ mệnh để cho người dùng no bụng nhưng con vị không ưa thấy không hạp khẩu vị nên bỏ nó như vậy rất lãng phí phải biết trên thế giới hiện nay còn rất nhiều người không có ăn và bị chết đói còn phải cảm thấy xấu hổ vì điều này lại nữa quốc gia nào cũng đều có người bươi bãi rác kiếm ăn ngay cả các nước đang phát triển cũng không ngoại lệ. Những người đói kém này đều do đời trước đã lãng phí lương thực, chà đạp thức ăn, nên đời nay mới bị quả báo như vậy. Nếu đời trước ném bỏ đồ ăn, thì đời này sẽ phải đi kiếm nó về nuốt. Vì vậy, con phải tuyệt đối cẩn trọng, không nên phí phạm. Nữ khí giả tỏ vẻ ăn năn hỏi. Con phải làm sao đây sư phụ? Phải phát tâm sám hối. Từ đây về sau, thệ không bao giờ lãng phí vật thực nữa, thì bệnh con sẽ dần dần lành. Nữ ký giả lại hỏi. Con cũng lại lưng hoàng sám có được không? Sư phụ cười hài lòng. <cười> Rất tốt. thai giáo. giáo tuyệt vời lời người dịch thoạt đầu khi đọc đến tựa của câu chuyện này tôi đã rất thờ ơ không muốn dịch nhưng sau đó tôi ráng đọc thử xem tác giả muốn nói gì và câu chuyện đã khiến tôi cảm động xin được chia sẻ với bạn đọc nhất là chư phật tử tại gia những người trẻ tuổi sắp làm cha làm mẹ tiết đình là một nhạc công khi mang thai cô bắt đầu có niềm tin chân chánh đối với Phật Pháp, nên phát tâm nghiêm trì ngũ giới, tập tu theo Pháp Phật và quyết định giáo dục thai nhi theo Phật giáo. Chúng ta hãy nghe Tiết Đình thuộc lại câu chuyện giao cảm thần linh thần kỳ giữa hai mẹ con họ. Sau khi kết hôn, vì muốn đứa con sinh ra được khỏe mạnh thông minh, tôi rất chú trọng đến ẩm thực, lo tập luyện, chuẩn bị chu đáo đủ cách thấy trong kinh địa tạng ghi rằng chúng sinh ở cõi ta bà đời vị lai những người sắp sinh con nếu trong bảy ngày mà tụng kinh địa tạng bất khả tư nghị này và niệm danh bồ tát đủ dạng biến thì đứa con sinh ra dù nam hay nữ đời trước có ước báo cũng liền được thoát khỏi an lạc dễ nuôi thọ mệnh tăng đoạn kinh này đã ban cho tôi chỉ đạo quý báo tôi tin tưởng và cảm thấy được khích lệ rất lớn. Vì vậy, tôi quyết tâm nuôi dưỡng, đào tạo ra một đứa bé, băng thanh ngọc khiết, có tư chất thanh cao, nhất quyết hung đúc trí tuệ và phúc đức cho nó theo Phật Pháp. Tôi trong thời kỳ mới hoài thai, tôi bắt đầu. Vì con tụng kinh địa tạng, do thân thể chưa quen, không thoải mái, nên tôi chỉ thành kính tụng kinh địa tạng vào 10 ngày trai. Thoạt đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản. Làm vậy, là giúp cho sinh mệnh bé bỏng mới tượng hình trong bụng tôi, có thể được nghe bộ kinh bất hủ của Phật Thuyết. Tôi quyết tâm vì bé, tiến hành việc thai giáo tốt đẹp nhất, theo Phật Pháp, nên lòng cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào. Niềm vui này, thật khó mà diễn tả hết được. Tôi luôn cầu chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, ban cho tôi một đứa con như nguyện mang thai được bốn tháng. Nhờ thiện tri thức khai thị, được người nhà tôi dốc toàn lực ủng hộ và chăm sóc. Tôi triệt để tin lời Phật, nên hoàn toàn ăn chay. Ăn chay không những giúp tôi có dinh dưỡng tốt, thanh sạch, mà cũng chẳng bị mỏi mệt khó chịu. Ngược lại, còn khiến tôi mặt mày hồng hào tươi tắn, thân tâm an vui, tinh thần thể lực sung mãn. Sau đó, tôi tiến bộ hơn. Có thể vì con mỗi ngày tụng một bộ kinh địa tạng, siêng năng không lười. Tôi đối với những điều Phật nói trong kinh vững tin không nghi. Tôi tụng kinh âm thanh rõ ràng, ngày ngày bầu bạn cùng thai nhi đang dần lớn lên. Trong lòng sung mãn niềm an lạc hân hoan chưa từng có. Vì kinh nghiệm đang thực hành, lòng luôn mong mỏi khát khao, mau được nhìn thấy mặt con thời gian trôi qua thấm thoát mùa hạ đến tỏa khí nóng oai bức khó chịu nhưng tôi không chút lười biếng vẫn nỗ lực dụng công ra sức thanh năm quả dục nghĩa là tai chẳng nghe tiếng ác mắt chẳng nhìn việc ác tinh tấn không lười luôn dùng chánh niệm hộ tâm mỗi ngày tôi vì thai nhi tụng kinh tận lực làm một người mẹ tốt đúng cách hôm nọ lúc tôi tụng xong bộ kinh địa tạng thì cảm thấy cổ họng khô đau liền tiến đến tủ lạnh định lấy kem ăn giải lao thưởng công cho mình đã cực khổ tụng niệm nãy giờ nhưng ngay giây phút tôi mở tụ lạnh ra đột nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Việc này thật bất ngờ, khiến tôi tưởng mình nghe lầm. Lòng cảm thấy rất kỳ quái, nên thầm nghĩ. Đây chắc là do ta tự nghĩ lẫn thẩn, hoặc là một dạng tự kỷ ám thị mà thôi. Vì vậy tôi không chú ý cho quyết định. Nghĩ một chút, lát nữa sẽ ăn vậy. Nghỉ ngơi xong, tôi lại đến mở tủ lạnh thật không ngờ cảm thọ lúc nãy lại xuất hiện mẹ ơi đừng ăn kim con sẽ rất lạnh câu nói này một lần nữa vang lên mãnh liệt trong óc tôi rõ ràng là thai nhi trong bụng đang dùng tâm nói chuyện với tôi và mách cho tôi biết những cảm thọ khổ vui của nó giao cảm kỳ diệu này khiến tôi hiểu sâu sắc thai nhi và tôi đang tâm tâm tương thông, tâm tâm tương tri. Kinh Địa Tạng đã giúp tôi và con liên lạc mật thiết mầu nhiệm cùng nhau. Mẹ con chúng tôi đồng hiểu nhau qua ngôn ngữ nội tâm, cùng cảm thọ, kết thành thiện duyên mẫu tử, cực kỳ thâm sâu quyền diệu trong đời này. Tôi đã từng dùng tâm thành, tâm cung kinh, tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chứ đồng tử kinh. Trong kinh diễn tả, khi con ở trong thai, nếu mẹ ăn nóng, con khổ như đang ở trong cái nóng địa ngục. Nếu mẹ ăn lạnh, con khổ như đang ở trong cái lạnh địa ngục. Cả ngày thống khổ, vừa theo đoạn văn kia, giây phút tôi và con tâm linh cảm ứng đã chứng thực giải rõ. Điều này khiến tôi xúc động vô cùng, mãi mãi không thể quên. Lời Phật đúng là chân ngữ, thật ngữ mà. Đây cũng là ứng hợp với những điều trong cuốn sách thuốc Thiên Kim Phương Trong đó có nói Trong lúc mang thai Mà ăn cực nóng hay cực lạnh là cấm kỵ Từ đó vì thai nhi Bất kể thời tiết nóng bức ra sao Tôi cũng không dùng qua thức lạnh nào Cục cương sinh ra được hai tuần Theo thói quen Tôi cho bé ăn hoàng liên Một loại thuốc bắc khiến bé đi tả không ngừng. Ngắm nhìn bé ốm gầy không còn sức lực, lòng tôi nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an. Tôi áp mặt vào dần tráng tái nhợt của con, U tư trăm mối, tâm rối như tơ. Thì ngay lúc đó, trong óc tôi chợt xuất hiện một câu nói. Mẹ ơi, mẹ đừng dùng trứng gà nữa, Ăn trứng gà với con rất là không tốt. Tôi bừng tỉnh ra. Chính là bé cưng đang nói với tôi. Tôi hoàn toàn ăn chay đúng theo kinh địa tạng dạy. Nhưng do để thúc sữa, chị dâu tôi đã ngày ngày làm rượu trứng gà cho tôi uống. Lần này, tôi bắt đầu thưởng thức cuộc đối thoại tâm linh thú vị cùng con. Tôi khởi ý nghĩ trong tâm. Con cưng à, mẹ phải làm sao con mới an ổn đây? Bé lập tức hồi đáp. Mẹ hãy mau tụng bảy bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho an gia trái chủ của con. Không chút chậm trễ, tôi lo tụng cho xong bảy bộ kinh địa tạng. Sau đó tôi hỏi bé. Mẹ đã tụng xong bảy bộ rồi, con muốn mẹ làm gì cho nữa? Bé đáp bắt đầu từ nay mỗi ngày mẹ tụng cho con một bộ kinh để tạ nha tôi lại hỏi tụng đến bao giờ mới ngừng bé đáp tụng đến khi con có thể tụng kinh được thì ngừng vậy bao giờ con mới có thể tụng kinh được bé đáp bảy tuổi tôi bỗng nhiên tỉnh ra từ đó Hàng ngày tôi tụng kinh không ngừng. Tôi tụng kinh đến hôm thứ hai, thì chứng đi tả cô bé liền dứt. Khi tôi viết đến những dòng chữ này, thì bé đã được hai tuổi rồi. Thân thể mạnh khỏe, an lành, dễ nuôi. Đồng thời, để hoàn thành lời hứa với con, tôi hàng ngày vì bé tụng một bộ kinh địa tạng, Bảy năm sẽ là hai ngàn năm trăm năm mươi lăm bộ kinh tôi và chồng tôi tin sâu bé có thể dùng nhân duyên này để quá độ chúng tôi tinh tấn tu hành tôi hiểu sâu như vậy là cả nhà chúng tôi cùng nhau chung sức hoàn thành đạo nghiệp tùy theo con ngày càng trưởng thành mà đạo nghiệp của chúng tôi ngày càng tinh tấn đồng thời thiện hạnh thiện đức của chúng tôi cũng tăng trưởng theo điều này đối với cả gia đình chúng tôi mà nói quả là an vui hạnh phúc biết dường nào. Tiết Đình Giải thích thêm Con và mẹ là do nhân duyên cực sâu mà chiêu cảm nên tình thâm. Trong thời kỳ hoài thai, mẹ cùng con thực sự nương nhau, liên quan từ máu huyết, xương thịt, tinh thần cho đến thể chất. Vì thai nhi tụng kinh đại thừa chính là thai giáo thuốc nhất. Tôi đã gặp nhiều người khi mang thai tụng kinh địa tạng, lương hoàng sám hay các kinh đại thừa khác, đứa con sinh ra thật là xinh đẹp, thông minh, mạnh khỏe, an lạc, dễ nuôi. Đây là bài văn tự thuật chân thành của một người mẹ ở Thượng Hải, lúc bà sinh ra 15 ngày thì tôi gặp ba người cả nhà họ và đích thân kiểm nghiệm, nội dung câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin.